Hương của Huy cho cô. Alo, tắt luôn. Có duyên quá. Khát nước quá. Cơm bưng nước rót hai lần, hai chai lần. Thôi sao trong ngày cứ. Uống đây. Rồi coi. Uống vô. Trời ơi, tim đập tịch 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 tịch. Lần đầu tiên trong tích tích danh hài, một kịch bản xài 5 vòng chưa hết. Đón xem tập 10 Thách thức danh hài phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2017 trên kênh HTV7.